kênh Bắp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Nhìn đây là những chú cá chê chiên giòn ăn với nước mắm gừng, rất là hấp dẫn và ngon. Một cái món ăn đơn giản cho gia đình, dễ làm, dành cho những cái gia đình mình không có nhiều thời gian vào bếp và không có nhiều thời gian để nấu ăn. Thì chúng ta hãy theo dõi kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay để kênh Bếp Của Vợ chia sẻ cái cách làm cá chê chiên giòn ăn với mắm gừng này nhé. Và đây là tất cả các nguyên liệu gồm có: đầu tiên đây là những con cá chê, cá chê trắng ạ. Cá chê này thì ở dưới quê mẹ mua và mẹ đã làm sạch rồi, mình mới gửi lên. Và gừng, chanh và tỏi, ớt để làm nước mắm nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ khứa trên người con cá chê như thế này. Các anh chị ơi, mình đừng có làm như vậy, mình khứa như thế này là vô tay đó. Bây giờ tại do em lười, em không có lấy cái thớt ra. Mình nên lấy cái thớt để mình khứa để cho nó không có bị vô tay mình nha. Đó, mình khứa như thế này để cho nó khi mà mình chiên á, nó thấm vô da, thấy không? Chụt con cá ra ngoài luôn. Nhiều khi em lười lắm luôn á. Em cứ làm đại khái vậy không à. Thôi, cuối cùng mình cũng phải dùng thớt thôi. Hê là nó không vô tay, chứ nó vô tay là đứt tay rồi. Đó, làm vậy có phải nhanh không ạ? Nhanh hơn rất là nhiều luôn ấy. Cá chê này thì... Và bây giờ thì em sẽ làm sơ chế bên ngoài cho nó sạch hết nhớt nha. Và nó không còn tanh. Và em cho đây 2 muỗng canh, 2 muỗng cà phê muối. Em bóp muối nè, cho nó thấm hết vô con cá. Và tiếp theo thì em sẽ cho vô... Và khi mà mình làm cá chê thì mình nên lấy 2 cục máu đông ở hai bên cái mang của con cá như thế này ha. Cái vị trí em chỉ nè, nếu mà mình làm thì mình sẽ để ý mình sẽ cắt được 2 cục máu đông như vậy. Mình lấy ra thì nó sẽ không có bị tăm nhá. Đây là bí quyết mẹ chỉ cho em á. Rồi khi mà thấm muối rồi thì chúng ta sẽ cho giấm vô nhá. Giấm hoặc là rượu, nếu mà ở nhà mình có rượu thì mình cho rượu, có giấm thì cho giấm ha. Và muối, rượu và giấm thì nó sẽ có tác dụng làm giảm nhớt, hết nhớt luôn chứ còn phải giảm nữa, hết nhớt của cá và không bị tanh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi rửa sạch lại với nước sạch. Quay lại thì chúng ta sẽ ướp gia vị nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm. Nếu mình có ăn bột ngọt thì mình cho bột ngọt ha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Và em muốn cá chê nó vàng và nó thơm thì em sẽ cho vô đây thêm một bột gừng. Đây là bột gừng nha các anh chị. Bột gừng thì cá chê mà ăn với gừng thì tuyệt vời rồi. Và tiếp theo đó là tiêu. Nếu mà nhà mình có bột tỏi thì mình cho thêm bột tỏi nhé. Còn không có thì không sao cả. Và em cho vô đây cỡ tầm nửa muỗng canh bột đường. Đó, tất cả các nguyên liệu đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đảo đều lên nhé. Mình đảo lên và mình để cứ khoảng nửa tiếng sau mình quay lại mình chiên để cho nó thấm đều gia vị nha các anh chị. Và trong lúc đợi thì chúng ta sẽ làm cái phần nước mắm gừng. Gừng và ớt chúng ta sẽ đi rửa, gọt vỏ và chúng ta sẽ đi rửa sạch nhé. Em cho vô cái chén đó là 2 muỗng canh đường và 1 chế ớt. Bây giờ chúng ta sẽ cho gừng vô. Mình ăn nhiều gừng thì mình cho nhiều gừng nhé. Em cho cỡ khoảng nửa củ gừng, cỡ khoảng chưa tới 100g đâu. Và mình muốn làm nước mắm nó quẹo lại thì chúng ta nên giã như thế này ha. Và chúng ta sẽ giã cho gừng, ớt và đường nó nát ra hết ha. Và thành phẩm của chúng ta này, mình giã xong thì nó sẽ được như thế này nè. Và khi mà đã nát rồi thì chúng ta sẽ vắt vô đây một nửa chế chanh là 2 muỗng canh chanh.
2 muỗng canh nước cốt chanh nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ cho vô nước mắm, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh và 4 muỗng canh nhé. Vậy là chúng ta sẽ ngoáy đều lên cho cái phần đường và nước mắm chanh ớt nó tan ra, và chúng ta được một cái hỗn hợp nước mắm gừng ăn với cá thì rất là tuyệt vời và ngon luôn, rất là thơm và nước mắm nó sánh sánh lại, các anh chị thấy không? Tại vì mình giã như thế vậy thì đường nó nát ra và nó sánh sánh lắm. Rồi, vậy là xong cái phần nước mắm gừng nhá. Bây giờ chúng ta chỉ cần quay qua chúng ta chiên cá là chúng ta đã ăn có một cái món ngon đơn giản tại nhà rồi. Bây giờ em bắt lên một cái chảo và cho dầu vô, và dầu đã nóng rồi nha các anh chị nha. Và muốn cho cá không chóc da và không bị dăng khi mình chiên thì chúng ta sẽ cho vô đây 1-2-3 lát gừng nhé. Đây là một cái bí quyết đó các anh chị. Và chúng ta bỏ cá vô chiên nè. Có gừng thì chiên cá nó không có bị chóc da và nó không có bị dăng, rất là dễ chiên, dành cho những cái bạn nào mới vào bếp á, thì nên nắm vào một cái hai cái kỹ năng nho nhỏ để mình vào bếp không có bị bỏng mà. Và cá của chúng ta chiên còn nguyên vẹn và không có bị chóc da, rất là đẹp. Vậy là chúng ta sẽ chiên trên lửa lớn lúc đầu ha. Khi mà dầu đã nóng rồi, mình để cá vô lửa lớn. Và khi mà đã để cá vô rồi thì chúng ta sẽ rim chiên trên lửa vừa. Như vậy thì cá nó sẽ giòn từ chín đều từ bên trong và giòn tan ở bên ngoài. Đây là một cái kỹ năng nói về lửa để cho mình chiên cho nó giòn đó các anh chị. Và bây giờ em sẽ cho thêm 1-2-3 lát gừng nữa để chắc chắn rằng cái cho cá nó không có bị dăng vô da mình. Và bây giờ thì mình cứ chiên trên lửa nhỏ cho tới khi nào cá nó vàng đều hai mặt và giòn tan từ bên ngoài và chín đều bên trong là được nhé. Em lật những cái miếng cá ra nè, các anh chị coi thử coi da nó có chóc không ha. Hoàn toàn nó không có chóc da, và cá của chúng ta thì cái da nó rất là đẹp luôn. Và mình chiên cá thì mình nắm 1-2-3 cái bí quyết thì mình sẽ có những cái món cá chiên rất là đơn giản và làm rất là nhanh luôn. Bây giờ thì em sẽ lấy ra đĩa ha, cá của chúng ta nó bắt đầu chín hết rồi. Đây em sẽ chiếu sát cho các anh chị coi ha, cái da cá nó vẫn còn nguyên nè và rất là giòn luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chiên cho tới khi nào hết cái số cá còn lại là được. Và nhớ lưu ý giùm em nha, chiên trên lửa nhỏ, lửa vừa để đảm bảo rằng cá chín đều bên trong và giòn tan bên ngoài nhé. Rồi, tới đây là những cái miếng cá chiên giòn của chúng ta, cá chê chiên giòn đã xong rồi đó các anh chị. Quá đơn giản và dễ làm đúng không ạ? Chỉ cần nắm 1-2-3 mẹo nhỏ là chúng ta đã có một cái món đơn giản làm rất trong tích tắc, thích hợp cho những các anh chị nào mà không có nhiều thời gian vào bếp. Và một cái món ăn đơn giản chứa nhiều chất dinh dưỡng, ngon miệng nữa, đảm bảo đủ các tiêu chí. Và bây giờ thì em sẽ chiếu cận cảnh cho các anh chị coi cái độ hấp dẫn của nó ha. Một cái món đơn giản nhưng mà độ kích thích rất là cao. Và đây là thành phẩm của món cá chê chiên giòn chấm nước mắm gừng. Các anh chị có thấy kích thích không? Và có đủ để là làm cho các anh chị ngày mai vào bếp làm chung với kênh bếp của vợ không ạ? Nếu mà các anh chị cảm thấy video clip này hữu ích thì hãy cho kênh bếp của vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh bếp của vợ nha. Rồi, kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp nhau vào những clip tiếp theo ạ.